không, trong cái đầu anh không có khái niệm như về buổi chiều nha anh. Nếu mà năm tám nay em còn ăn được. Là không có, không có sống. Lên đi, lên đi. Lên lên, xuống lên, lên, lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mình đã biết đấy. Yeah.